Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng, sinh năm 1987, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, vào chiều ngày 15 tháng 3, Dũng lái xe bán tải biển kiểm soát 29C85642 và phạm lỗi, đỗ nơi có biển cấm đỗ, trước số nhà 93 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, nên bị tổ tuần tra của công an phường Trương Định xử lý. Tổ công tác yêu cầu Lê Tiến Dũng xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra. Tài xế này không xuất trình được và đưa 500.000 đồng cho tổ công tác xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Dũng lên xe nổ máy, lùi xe đâm hỏng phần đầu ô tô của công an phường Trương Định, rồi lách ra, tăng ga bỏ chạy theo hướng Trương Định, Kim Đồng, Linh Đàm, Nguyễn Xiển, ngã ba khuất duy tiến để lên đường vành đai ba trên cao, hướng về Pháp Vân. Khi đến trước số nhà 285 Nguyễn Xiển, ô tô bán tải tông vào xe máy do anh NSH, sinh năm 2002, trú tại Hải Dương, điều khiển. Cú tông làm anh H ngã ra đường, xe máy mắc vào phía trước ô tô bán tải. Chưa dừng lại, chiếc bán tải tiếp tục tăng ga ủi xe máy trên đường khoảng 150 mét thì mới tách được xe máy ra. Sau đó, Dũng tiếp tục điều khiển xe bán tải bỏ lên đường vành đai 3 trên cao rồi va chạm với một xe tải khác. Khi tới gần Đại học Thăng Long, chiếc xe bán tải bị người dân cùng lực lượng chức năng khống chế. Kiểm tra ban đầu xác định, Dũng dương tính với chất ma túy, chưa phát hiện vi phạm về cồn.